ai mới là bố mẹ ruột? Luca làm nghề bốc vác thuê ở các khu bến cảng. Người đàn ông lớn tuổi sống nghèo khó trong một căn nhà ổ chuột cùng một cô con gái từ nhỏ đã thiệt thòi vì mắc bệnh đau bẩm sinh. Nào, để ba giúp. Ba con mình chỉ còn 10 phút để tới trường thôi. Nè, con có sao không? Em chào anh chị ạ. Anh chị nhìn gì mà chăm chú vậy ạ? Dạ chào cô Lily. À, cô bé kia vội chạy va vào chúng tôi, ấy vậy mà vẫn khư khư ôm bức tranh trên tay, đúng là trẻ con. Dạ vâng, đó là Lucky ạ. Thật tội nghiệp, cô bé sinh ra đã mắc bệnh đau. Bố của cô bé rất lo lắng khi gửi em đến lớp. Thế nhưng Lucky hòa nhập rất tốt. Mới tới trường 2 tuần thôi nhưng đã thay đổi và tiến bộ hơn rất nhiều. Ngày đầu tới đây á, Lucky chỉ ngồi một góc và khóc vì sợ, không tham gia bất cứ hoạt động nào của lớp. Thế nhưng bây giờ cô bé đã tìm được niềm vui của mình với việc vẽ tranh cát. Vẽ tranh cát à? Dạ vâng, đúng vậy ạ. Tranh cát là một trong những hình thức tạo nghệ thuật còn rất mới. Ngay cả tôi, dù là họa sĩ cũng phải học hỏi rất nhiều. Vậy mà cô bé lại... thật là điều tuyệt vời. Dạ vâng, em cũng thấy như vậy. Nhưng có lẽ trời đã phú cho con tài năng hơn người để bù lại những phần khuyết trong con. À, hôm nay anh chị chuyển lương thực tới có phải không ạ? Mãi chuyện trò quá nên em quên mất. Cô cho nhà bếp xuống nhận giúp chúng tôi nha. Chúng em rất cảm kích tấm lòng của anh chị. Mong rằng trung tâm sau này sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của các mạnh thường quân như anh chị ạ. Có chút ít tấm lòng của chúng tôi với các em nhỏ có số phận thiệt thòi hơn các bạn thôi. Cô không cần phải khách sáo vậy đâu ạ. Con của mình đâu rồi anh? Tại sao không để em ẵm con? Anh nói đi, có phải có chuyện gì xảy ra với con mình rồi phải không? Em phải thật bình tĩnh. Nghe anh nói nè, con mình bị mắc phải bụng chứng đau nên là... Nào, khẩn trương lên chứ, tao đến nơi rồi. Hey, con gái, có gì mà vui thế? Nói bà nghe nào. Con tặng ba, con vẽ. Tranh đẹp, ba treo ở trong kia. Lucky muốn ba treo bức tranh này trong phòng phải không? Được, bà sẽ treo trong đó đi mỗi ngày trước khi nhắm mắt và thức dậy. Bà sẽ nhìn thấy tác phẩm của con gái ba nha. Tuyệt vời chưa con gái? Phát động cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi. Không phải đây là cơ hội tốt cho Lucky hay sao? Ngày kia là hết hạn đăng ký rồi. Mình phải đăng ký ngay cho con bé mới được. Con gái, hôm nay ngủ sớm chút nha. Sáng mai ba dẫn con đi chơi. Đi chơi vui quá. Cô Jen. Chào cô Jen. Trùng hợp quá. Nhiều lần tôi muốn cảm ơn vợ chồng cô vì luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới Lucky mà chưa có dịp. Nay gặp cô ở đây, tôi muốn nói lời cảm ơn cô và chồng cô nhiều lắm. Hôm nay cô cũng tới xem tranh ạ? Dạ em.
ban tổ chức xin thông báo và kính mời các bạn nhỏ, các bậc phụ huynh cùng toàn thể quý vị quan khách hãy nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để buổi lễ công bố giải thưởng cuộc thi được bắt đầu. Giải nhất của cuộc thi năm nay chính thức thuộc về bức tranh Người Cha của tác giả Lucky. Xin chúc mừng em. Và sau đây xin kính mời ông Chuck, trưởng ban tổ chức cuộc thi, lên trao giải thưởng cho tác giả. Xin ra Lucky là một đứa trẻ không may mắn, bởi mắc phải hội chứng đau, và đau đớn hơn lại bị chính cha mẹ bỏ rơi từ khi lọt lòng. Cô bé được đưa đến cô nhi viện vùng ngoại thành. Nhiều tháng qua đi, dù rất nhiều gia đình tới xin nhận nuôi, nhưng họ đều bỏ qua cô bé. Chính vì vậy, ngày nhận nuôi cô bé, tôi đã đặt cho nó cái tên là Lucky, với hy vọng cuộc đời của con bé sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Cô bé rất thích vẽ, đặc biệt là vẽ tranh cát. Và đây là bức tranh Lucky vẽ tặng tôi. Tôi đã rất xúc động và hạnh phúc. Vì vậy, khi đọc được thông báo về cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi, tôi đã bí mật mang bức tranh đi đăng ký dự thi cho Lucky. Và bất ngờ hơn là đã đoạt giải. Có lẽ đây là may mắn đối với Lucky. Nhưng điều quan trọng hơn là con gái của tôi đã rất vui khi thực hiện được ước mơ của mình. Chúc mừng công chúa nhỏ của ba. Xin hãy ban lòng thương mà cô mang đứa trẻ này giúp cho con. Con không thể nuôi nó được, gia đình con sẽ giết con chết mất. Thôi được rồi, đứa trẻ không có tội tình gì cả. Hãy để nó ở lại đây, ta sẽ nuôi dạy nó. Thế này, có chuyện gì mà cô chú đích thân tới đây thế này? Chúng em tới đây là muốn xin nhận lại Lucky. Ba, ba. Không sao con gái, có ba ở đây rồi, con đừng sợ. Như vậy là sao? Cô cậu nói rõ hơn đi, đừng lấp lửng như vậy. Anh cứ bình tĩnh nghe chúng em nói. Hôm đó tại hội thi, khi nghe câu chuyện của bé Lucky, vợ chồng em đã chột dạ vì quá giống với câu chuyện của đứa con gái tội nghiệp của em. Vậy thì có liên quan gì chứ? Trên đời này thiếu gì hoàn cảnh giống nhau. Tại sao lại có thể chắc chắn Lucky là con gái của cô cậu chứ? Xin anh hãy bình tĩnh. Thực ra vì không còn cách nào khác nên hôm qua chúng em đã lén lấy tóc của Lucky đi xét nghiệm ADN, và kết quả hoàn toàn trùng khớp với ADN của chồng em. Nên ngày hôm nay chúng em mới... Cho dù là đúng đi nữa thì các người đã bỏ rơi Lucky, bây giờ còn mặt mũi để quay lại ư? Lucky chỉ có một người cha duy nhất, đó là tôi. Con bé đã ở với tôi 7 năm qua nên sẽ không ai có quyền đưa con bé đi. Các người về đi để cha con tôi được yên. Xin anh bà, xin anh cho gia đình em đoàn tụ. Chúng em đã rất hối hận vì sai lầm của mình. Lucky à, con nghe đây, chúng ta mới là cha mẹ ruột của con. Cô nói gì vậy? Xin cô hãy tự trọng, Lucky là con gái của tôi, của tôi. Lucky, con sao thế này? Ôi con tôi, Lucky. Em thật tệ mà, ông trời đang trừng phạt em đấy. Em bình tĩnh đi, con sẽ không sao đâu mà. Các người về đi, các người còn ở đây làm gì? Con bé ra trong nỗi này là vì các người đó. Con tôi thế nào rồi bác sĩ? Bác sĩ, con tôi sao rồi? Con tôi thế nào rồi bác sĩ? May mắn cháu bé được đưa vào kịp thời. Tuy nhiên tôi rất tiếc phải thông báo cần phải phẫu thuật gấp vì cháu bé bị suy tim bẩm sinh. Nếu chậm trễ tôi e là... Bác sĩ nói sao? Con tôi... Ai là người nhà của cháu bé đi theo tôi để làm thủ tục phẫu thuật? Dù sao chúng em cũng là bố mẹ đẻ của Lucky. Anh hãy để chúng em làm tròn trách nhiệm, và cũng là để bù đắp cho con bé nha.
con tôi. Cô, cậu hãy đón Lucky về và chăm sóc thật tốt cho con bé nha. Anh nói sao? Sao tự dưng anh lại... Vì tôi đã suy nghĩ rất kỹ, sau đó mới đưa ra quyết định đây. Tôi không thể ích kỷ mãi như vậy được. Lucky cần có một gia đình trọn vẹn. Hơn nữa, con bé sống với cô cậu sẽ nhiều cơ hội để phát triển hơn. Gia đình em mang ơn anh nhiều lắm. Anh đã cưu mang, nuôi dạy bé Lucky khôn lớn suốt 7 năm qua. Chúng em không biết bao giờ mới trả hết công lao này. Bà xin lỗi. Bà xin lỗi con nhiều lắm, công chúa của ba. Con gái à, con tỉnh rồi à? Mẹ pha sữa cho con uống nha. Con phải gắng uống sữa cho mau khỏi bệnh. Chúng ta sẽ về nhà. Mẹ đã dành cho con một căn phòng rất nhiều đồ chơi. Con có thích hay không? Mẹ xin lỗi. Phải nói với con bé thế nào đây? Hiện con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Hãy cứ nói dối là ba Luca của con bé đi công tác. Tạm thời con bé sẽ ở với chúng ta vậy. Em lo lắm. Từ khi tỉnh dậy không thấy anh Luca đâu. Con bé chỉ suốt ngày hỏi ba rồi vẽ vời, không nói cũng không cười. Con bé mới hồi phục, tình trạng này kéo dài sẽ không ổn đâu. Mình hỏi bác sĩ xem sao đi. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra với Lucky, nhưng theo tôi thấy thì người mà cô bé luôn gọi tên có thể là người có tình cảm rất đặc biệt và sâu đậm với bé. Vì vậy, bây giờ người đó đi rồi thì Lucky cảm thấy bị lạc lõng, nên cô bé có xu hướng thu mình lại. Tình trạng này kéo dài khiến cho bệnh tình của bé càng nặng hơn, có thể còn có triệu chứng trầm cảm. Vì vậy, theo tôi, gia đình hãy chú ý dành tình yêu và sự quan tâm nhiều hơn tới bé. Mẹ xin lỗi con. Mẹ đúng là người mẹ tôi. Mẹ không xứng đáng là mẹ của con. Ba, con sợ. Ba, ba đây rồi. Sao trông con xanh xao như vậy? Vợ chồng em xin anh hãy một lần nữa cưu mang Lucky, bởi con bé chỉ thật sự hạnh phúc khi ở bên anh. Hóa ra chỉ có tình yêu thương mới mang lại hạnh phúc thật sự cho chúng ta, chứ không phải là vật chất cao sang. Vợ chồng em không xứng đáng là ba mẹ của Lucky. Ba, ba đây rồi. Từ nay ba hứa sẽ không bao giờ xa con nữa đâu. Cách trị chồng. Anh làm gì mà giờ này chưa về? Em với con cứ ăn cơm trước đi nhé. Phòng anh đang theo cái dự án mới, khó nhằn quá. Nay anh tăng ca, chắc phải muộn mới xong. Thế anh lo ăn uống cho đảm bảo rồi làm nhé. Ừ, ai biết rồi, anh làm đi. Công tác diệt địch đã xong rồi anh em. Hôm nay chúng ta tới bến nào? Vô cái nào. Sao anh không nghe máy đi? Người ta gọi nãy giờ rồi đấy. Đừng có nói với em là bạn anh lại gọi đi nhậu nhé. Em này, nhậu nhẹt gì? Anh đâu dám. Có gì mà anh không dám chứ? Dám nói dối vợ là tăng ca để đi nhậu thâu đêm mới về. May mà hôm sau tôi ngửi thấy mùi thịt nướng với rượu trên áo anh và hóa đơn quán nhậu trong túi, anh mới hết đường chối cãi nhé. Thôi mà em, chả mấy khi. Với lại, anh đã phải làm việc cả tuần nay rồi, mà em vẫn chưa hả giận sao? Chả mấy khi cái gì? 3 ngày bữa nhỏ, 5 ngày bữa to. Anh là con ma nhậu, ma men rồi. Chán thật. Nay chúng nó rủ đi đánh bài uống rượu. Lần trước mình bị thua đậm quá. Lần này phải đi để gỡ gạc lại mới được. Nhưng mà xin đi kiểu gì, vợ mình cũng nhảy dựng lên. Quên à, hồn đâu rồi em? Có chuyện gì thế anh?
Có chuyện gì vậy? Hùng à, tao với mày phải qua nhà thằng Linh ngay. Nó đang nguy kịch lắm rồi, chậm là không kịp đâu. Nhưng mà... Còn nhân vậy gì nữa, mày là bạn thân nhất của thằng Linh. Giờ nó đang cần mày lắm. Anh em cái kiểu gì thế hả? Vợ ơi, em cho anh qua nhà thằng Linh xem tình hình nó thế nào nhé. Vâng ạ, thôi anh đi nhanh đi. Nhưng mà có chuyện gì với anh Linh thế anh? Không còn thời gian để giải thích nữa đâu. Có gì anh kể sau. Vâng ạ, các anh đi đi ạ. Không biết có chuyện gì không, mà giờ này vẫn chưa thấy về. Gọi điện thì không ai bắt máy. Vợ yêu ơi, em đâu rồi? À, hóa ra anh với bạn anh lại chiêu trò đúng không? Hai người lừa tôi để đi nhậu đúng không? Nào là anh Linh đang nguy kịch, với chả là rất cần anh. Các anh dám? Ờ hay, tình hình nguy kịch quá ấy chứ. Thiếu anh thì làm sao chúng nó đủ người nhậu với đánh bài được? Là em bảo anh đi mà. Thôi thôi ông ơi, sau cái lần trước, giờ đi làm về cái là tôi phải dọn dẹp cơm nước trong con, không đi ra nổi đầu ngõ nữa, chứ đừng nói là đi nhậu. Nhưng hôm nay ông không đi không được, thằng Tuấn nó mời cả hội đó. Ủa thật hả? Tuấn nó mới về hả? Đi không mất đồng nào hả? Ừ, ông cũng biết nó đi mấy năm rồi, giờ mới có dịp về. Nay nó rủ anh em gặp mặt, ông mà không đi thì còn gọi gì là anh em. Được rồi, để tôi xem nào. Con không thấy mẹ đang nấu nướng à? Đây đâu phải chỗ chơi, sao con nghịch thế hả trời? Phải mua đồ bát cho con cơ. Con muốn đồ bát. Con muốn đồ bát à. Em ơi, anh có chuyện này. Chuyện gì? Anh không thấy em đang bận với con à? À, chuyện là... Anh đừng có tìm cách để trốn đi nhậu nhé. Anh đừng hòng đi đâu ra khỏi nhà. Em không tin anh nữa đâu. Chết thật. Vợ mình đang tức giận thế này, mình muốn xin đi gặp anh em một cách quang minh chính đại, chắc còn lâu mới được. Thôi được rồi, Bo, để bố đưa con đi mua robot nhé. Con đừng nghịch phá mẹ nữa. Anh lại chiều nó đấy. Thôi mà em, để anh chở nó ra đầu ngõ mua con robot, chứ không nó lại đòi suốt ngày cho coi. Con mà khóc thì mệt em chứ ai. Để đấy anh xử lý cho. Đừng có nói, anh định lên đi nhậu đấy nhá. Em bị điên à? Anh chừa rồi, suốt ngày làm việc nhà quần quật, anh sợ nhậu còn hơn sợ vợ ấy. Ai mà dám nữa. Anh nói thật không? Thật chứ. Mà em nhìn xem, anh đưa con đi mua đồ chơi, chứ có phải đi một mình đâu. Làm sao mà lén đi nhậu được? Đi nhậu thì con để đâu được chứ? Được rồi, anh đưa con đi mua nhanh rồi về luôn đấy. Một lúc sau, hai bố con nó đi mua đồ chơi gì mà mấy tiếng chưa về thế không biết. Gọi điện thì lại không nghe máy. Mẹ Quỳnh đâu rồi? Ơ mẹ, cô Bo sao nó lại đi với mẹ về? Chiều nay thằng Hùng nó chở cô Bo qua chơi, rồi bảo có việc gấp phải đi. Nó bảo mẹ đưa thằng bé về. Cái gì? Sao thế con? Anh ấy bảo con là đưa thằng bé đi mua đồ chơi, vậy mà lại đưa thằng bé qua chỗ mẹ. Trời ạ, chắc chắn là anh ấy lại trốn đi nhậu rồi mẹ ạ. Thằng Hùng nó lại đến mức thế hả con? Vâng mẹ ạ. Nếu thỉnh thoảng đi thì con cũng chẳng cấm, nhưng đằng này cứ hở ra là đi nhậu, đàn đúng với bạn bè. Con không cho đi thì anh ấy tìm mọi cách, giở đủ trò, nói dối đủ kiểu để trốn đi. Lần này anh ấy còn dám lấy con trai ra để làm lý do trốn đi nhậu. Thật là hết thuốc chữa. Đó, các ông xem. Thật là không thể chịu được vợ tôi nữa các ông ạ. Ai đời đi gặp anh em bạn hữu mà tôi phải trốn chui trốn lũi để được đi như vậy. Nghĩ cách đối phó bà ấy cũng bạc cả tóc luôn rồi. Chuẩn đó. Nhưng thú thật là anh hiền quá rồi. Càng hiền vợ con nó càng lớn tới. Lần này anh phải cứng lên, để bạn anh không dám cấm anh đi gặp bạn bè nữa. Mình là đàn ông đàn an, đi đâu cũng phải thanh thiên bạch nhật. Ai đời đi gặp anh em mà trốn như ăn trộm vậy. Chết,
Thế này thì hỏng. Con thử gọi lại cho thằng Hùng xem. Bố trẻ con rồi mà còn suốt ngày nhậu nhẹt ham vui thế. Vâng, để con gọi lại cho anh ấy. Lần này con phải làm mạnh tay lên, đừng để nó ngựa quen đường cũ. Vâng ạ. Alo, gọi gì? Anh lại đi nhậu phải không? Anh được lắm. Thì sao nào? Chẳng qua là tôi vì hạnh phúc gia đình mà nhường nhịn cô thôi nhá. Chứ không ông đây đi nhậu, chả cần ai cho phép. Được rồi, anh giỏi lắm. Bây giờ là 9 giờ 30 phút. Tôi cho anh đúng 30 phút. Nếu anh không về nhà trước 10 giờ, tôi sẽ khóa cổng. Và tối nay anh ngủ ở đâu thì ngủ, tôi không quan tâm. Sao giờ mấy ông? Trời ơi, tưởng gì, không cho vào nhà thì anh qua nhà bọn em ngủ. Đúng rồi, không thì mình nhậu đến sáng mai luôn khỏi ngủ. Xin lỗi nha, tưởng gì chứ khóa cổng, đây chả sợ nha. Tôi sẽ được nhậu thâu đêm, buồn ngủ thì ngủ nhà thằng nào chả được, không phải dọa nha. Mẹ xem, con đã nói vậy rồi mà anh ấy vẫn không chịu về, lại còn đòi đi nhậu thâu đêm nữa. Thằng này thật hết thuốc chữa rồi, để mẹ nghĩ xem nào. Xem ra vợ anh Hùng hết cách thật rồi. Anh làm căng thế thì đỡ thế nào được. Đúng rồi, đàn ông chúng mình mà quyết thì chả bà vợ nào cản được. Quỳnh, mẹ có cách này. Cách gì thế mẹ? Thế nào, nói xong rồi thì cúp máy đi, tôi còn có anh em đang chờ. Anh đợi đã. Anh thích về hay thích nhậu thâu đêm, tôi sẽ không quản nữa. Tôi cũng chả muốn quản cái gì nữa. Cái nhà của anh, cái xe hơi, tivi, máy giặt, tủ lạnh hay cái két sắt trong nhà, tôi cũng mặc kệ hết. Ý cô là sao? Nếu trước 10 giờ anh không có mặt ở nhà, thì tôi sẽ mở toang hết cửa trước cửa sau rồi đi ngủ. Cái gì? Anh cũng thừa biết khu nhà mình trộm cướp nó hoành hành thế nào rồi đấy. Nhưng mà tôi chả quan tâm, tôi hết muốn quản rồi, anh nghe chưa? Sao cô dám à? Alo, alo, cô bị điên sao? Ừ hay. Không xong rồi, chắc tôi phải về mấy ông ạ. Ê, sao lại vậy? Vợ anh nói thế thôi, chắc chị ấy không dám làm vậy đâu. Không đâu, vợ tôi đáng sợ lắm, cô ấy nói là làm đó. Nhất là mới bị tôi chọc giận nữa, tài sản nhà mình các ông ạ, chẳng đùa được đâu. Anh về rồi, vợ ơi. Cách của mẹ đúng là hiệu quả mẹ ạ. Mẹ nói rồi mà, những quy định khắt khe không thể ép buộc được lòng người, mà nó phải xuất phát từ lợi ích của người đó thì mới có tác dụng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.